Rồi, hello anh em nha. Hôm nay sáng ngày 29 tháng 12. Sáng nay thì em lên theo yêu cầu của anh em một em thái mỹ làm nọc cho anh em ha. Đó. Cá bướm nha. Con này hiện tại là 3,1 gần 3,2 nha anh em. Cha con này là con gà thái chôm bông nha. Cái mùa cuối cùng của nó là tầm cha nó tầm 3,7 3,8 gì đó. Cha nó là con gà thái nhập. Nó cũng ăn hai cái rồi em mới cho làm nọc luôn. Còn mái mẹ của con này là con gà mái Mỹ nha, Mỹ rau hết ra được. Nó là con này là hiện tại là cũng gần hai mùa rồi nha anh em, phù hợp cho anh em làm nọc thôi, chứ còn đá thì em cũng không chắc ăn lắm. Nên em để cái giá là 3 triệu nha. Giá đó thì để cho anh em làm nọc với đá vừa vừa thôi, chứ không phải là để mình mang mình đá lớn đâu nha, tại con này nó tương đối là già rồi. Em thì không quan trọng chân cán nha, nhưng mà con này thì có được cặp cựa chỉ địa với lại chân có đồ chơi nha. Anh em nào mà có bên Zalo thì anh em sẽ xem được cặp cán với lại cái mặt của nó ha. Dáng dày lắm nha, anh em thấy dáng cơ bắp không? Nhưng mà con này thì tay nó còn hơi lỏng, cho thoải mái thôi, chứ còn anh em mà chăm sóc kỹ thì con này có thể thêm lên thêm 2 chấm nữa nha. Em để giá là 3 triệu nha anh em, giá 3 triệu thôi, cũng cho anh em cạn máy vài mùa nữa là ok ha. Đó, anh em nào có hỏi tìm con thái mỹ hay gà bướm đó thì bắt con này ha, cũng xuất được vài phát rồi đó, bên đá ở bên phía Vũng Tàu. Con này là anh bắt gà con của em từ khi còn một tháng, tầm 6-7 con gì đó. Đó. Thì anh chia giá bao nhiêu thì em cũng chia lại cho em đúng cái giá đó luôn, em không có lấy thêm một đồng nào hết nha. Rồi ai comment thì alo em ha.